Đồng thời, đó cũng là thời điểm khó phát khởi thiện tâm cầu sám hối nhất. Vì sao thường ngày chúng ta cần phải niệm Phật? Thường ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chuẩn bị cho lúc lâm chung không bị quên mất. Nếu ngày ngày đều niệm Phật thì đến lúc sắp mạng chung, chúng ta sẽ không thể nào quên câu niệm Phật được. Nếu quý vị suy nghĩ một cách đơn giản cho rằng đợi đến lúc sắp mạng chung rồi hãy niệm Phật, hãy sanh thiện tâm, thì e rằng tới lúc đó mới biết là không dễ dàng chút nào và cũng đã quá muộn màng. Tuy nhiên nếu lúc lâm chung mà sanh được thiện tâm thì vô cùng vi diệu, chỉ cần một niệm sám hối là có thể tiêu trừ hết thảy mọi nghiệp tội. Kinh văn: như có người nam hoặc người nữ nào lúc sống đã không tu thiện nhân mà lại tạo nhiều nghiệp tội, sau khi mạng chung lại được hàng quyến thuộc vì người chết mà tu tạo phước lợi lớn nhỏ, thì tất cả thánh sự trong 7 phần công đức người chết được một phần, còn 6 phần thuộc về người sống hiện lo tu tạo đó. Vì thế cho nên các thiện nam, thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng tự tu hành thì được hưởng trọn phần công đức. Đại quỷ vô thường không hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mờ, chưa rõ là tội hay phước. Trong 49 ngày như ngây như điếc hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả, sau khi thẩm định xong thì cứ y theo nghiệp mà thọ sanh. Trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã ngàn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo. Người chết đó khi chưa được thọ sanh, ở trong 49 ngày, luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực để cứu vớt cho. Quá ngày ấy rồi thì cứ theo nghiệp mà thọ báo. Nếu là tội nhân thì phải trải qua trong 100.000 năm không có ngày được giải thoát. Còn nếu là tội ngũ vô gián thì phải đọa vào đại địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong ngàn kiếp muôn kiếp. Lược giảng, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại bảo ông trưởng giả đại biện rằng: như có người nam hoặc người nữ nào lúc sống đã không tu thiện nhân mà lại tạo nhiều nghiệp tội. Giả sử có người nam hoặc người nữ nào đó khi còn sống đã có tu ngũ giới và thập thiện, song mặc dù đã thọ ngũ giới và phát tâm tu thập thiện, người ấy lại không làm thiện sự, chẳng trồng thiện nhân, lại còn tạo thêm biết bao nghiệp tội nữa. Sau khi mạng chung lại được hàng quyến thuộc vì người chết mà tu tạo phước lợi lớn nhỏ. Nếu sau khi người nam hoặc người nữ ấy qua đời, thân nhân có thể vì người chết mà tu tạo một vài việc phước lợi nho nhỏ hoặc một vài việc phước lợi lớn lao, thì tất cả thánh sự trong 7 phần công đức người chết được một phần, còn 6 phần thuộc về người sống hiện lo tu đạo đó. Thánh sự cũng chính là thiện sự. Như vậy trong 7 phần công đức thì người chết chỉ được hưởng một phần mà thôi, còn 6 phần công đức còn lại là thuộc về người sống, tức là hàng quyến thuộc đã lo tu tạo phước lợi đó. Vì thế cho nên các thiện nam, thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng tự tu hành thì được hưởng trọn phần công đức. Bởi nhân duyên đó, tất cả thiện nam, thiện nữ trong đời này và đời sau hãy nhân lúc mình đang được mắt tình tài thính, còn đang khỏe mạnh mà cố gắng tự mình tu tập thiện sự. Trong lúc còn sống, nếu chính quý vị tự làm việc công đức thì mỗi một phần công đức tạo được đều là của riêng quý vị, hoàn toàn thuộc về quý vị. Đại quỷ vô thường không hẹn mà đến. Vì sao gọi là quỷ vô thường? Bởi vì khi nó tìm đến thì quý vị không còn thường nữa, song quý vị lại không thể biết được khi nào thì nó xuất hiện. Thần hồn vơ vẩn mịt mờ, câu này nguyên văn chữ Hán là minh minh du thần. Minh minh tức là rất hắc ám, tối tăm, du thần cũng là du hồn, cũng chính là hồn phách và cũng là thân trung ấm, lại còn gọi là thân trung hữu của con người. Cái hữu trong thân trung hữu chính là cái hữu của hữu duyên sanh trong thập nhị nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Lúc năm ấm trước đã diệt, năm ấm sau chưa sanh, thì khi năm ấm trước sau chưa sanh đó gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm nhìn đại địa chỉ thấy tối đen như mực, thấy thế giới này như không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, cho nên nói là minh minh du thần vậy. Chưa rõ là tội hay phước, người mới chết đó bấy giờ cũng chưa biết rõ là mình đã gây tội hay tạo phước nữa. Trong 49 ngày như ngây như điếc tại nước Trung Hoa do ảnh hưởng của đạo Phật
nên nội trong 7 thất 49 ngày sau khi người thân chết thì quyến thuộc thường thỉnh tăng sĩ hoặc đạo sĩ tụng kinh để siêu độ vong linh. Như ngây tức là giống như một kẻ không biết gì cả, như điếc tức là cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả, hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả. Ở địa ngục không phải chỉ có một vị Diêm La Vương thôi, mà có tới 10 vị gọi là thập điện Diêm Quân. Dưới quyền của mỗi vị Diêm Quân lại phân ra rất nhiều bộ môn, do đó mỗi vị Diêm La Vương có 5 ti sở, đó là 1. Tiên quan cấm sát sanh, 2. Thủy quan cấm trộm cắp, 3. Thiết quan cấm tà dâm, 4. Thổ quan cấm nói lưỡi đôi chiều, 5. Thiên quan cấm rượu. Dưới quyền mỗi vị Diêm La Vương đều có 5 vị quan giữ các chức sự này, gọi là ngũ ti. Ngũ ti là trông coi về nghiệp tội gây tạo trong một đời của mọi người. Mỗi ti kiểm soát một loại nghiệp tội, cho nên người chết lúc sống phạm loại nghiệp tội nào thì tới ti sở tương ứng với nghiệp tội đó để thẩm vấn biện luận. Sau khi thẩm định xong thì cứ y theo nghiệp mà thọ sanh. Sau khi biện luận nghiệp quả, người chết phải chờ sự thẩm định xem đã gây tạo tội lỗi gì thì sẽ phải chịu quả báo gì. Một khi đã thẩm định xong thì người ấy phải y theo những nghiệp mình đã tạo mà thọ lấy quả báo. Trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã ngàn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo. Trong thời gian chờ đợi kết quả thẩm định, người ấy rất lo âu buồn bã, không biết tương lai mình sẽ đi đầu thai làm trâu làm ngựa, làm heo làm dê, hoặc trở lại làm người. Bởi chính mình cũng không biết được mình sẽ ra sao, cho nên trong lòng cứ phập phồng lo sợ, cảm thấy vô vàn thống khổ. Thì huống chi là lúc đã đọa lạc vào các đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bấy giờ còn thống khổ đến chừng nào. Người chết đó khi chưa được thọ sanh, ở trong 49 ngày, luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực để cứu vớt cho. Trong khi chờ đợi để được đi thọ sanh, tức là trong vòng 49 ngày sau khi chết, người đó từng giây từng khắc tâm tâm niệm niệm, lúc nào cũng mong mỏi trông chờ hàng thân thích ruột thịt sẽ tụng kinh địa tạng, lễ bái địa tạng xám hoặc lễ lại địa tạng vương Bồ Tát, cúng dường tam bảo, tạo vô số phước lợi để cứu vớt cho mình. Quá ngày ấy rồi thì cứ theo nghiệp mà thọ báo, quá 49 ngày rồi thì người chết đó phải thọ lấy quả báo tùy theo nghiệp tội mà mình đã gây tạo. Người chết đó nếu là tội nhân, là kẻ có tội thì phải trải qua trong 100.000 năm, không có ngày được giải thoát. Còn nếu là tội ngũ vô gián thì phải đọa vào đại địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong ngàn kiếp muôn kiếp. Nếu tội lỗi mà người chết đã phạm thuộc về 5 tội ác tày trời: giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, thì người ấy sẽ bị đọa địa ngục vô gián. Ngũ vô gián tức là 5 thứ nghiệp cảm hành hạ liên tục không gián đoạn. 1. Thời gian không gián đoạn, thời vô gián. Thời gian thọ khổ là liên tục không gián đoạn, kể từ lúc vào địa ngục cho đến khi được thoát ra. Trong suốt thời gian này, tội nhân liên miên thọ khổ, không có một giây một khắc nào được ngưng nghỉ, cho nên gọi là thời vô gián. 2. Thân hình không gián đoạn, hình vô gián. Một người ở địa ngục thì thấy thân thể mình choán chật cả ngục, mà rất nhiều người cùng ở trong ngục thì cũng thấy thân hình của họ chật đầy cả ngục như thế. Đó là hình vô gián, hình không gián đoạn. 3. Khổ không gián đoạn, khổ vô gián. Từ khi bước chân vào địa ngục, tội nhân phải liên tục chịu đựng những khổ hình bởi các tội khí như cái chĩa, gậy gộc không hề gián đoạn. 4. Sanh mạng không gián đoạn, mạng vô gián. Tội nhân ở địa ngục này một ngày một đêm là cả vạn lần chết đi muôn lần sống lại, sanh mạng cũng không gián đoạn. 5. Quả báo không gián đoạn, quả báo vô gián. Quả báo mà tội nhân thọ chịu cũng liên miên bất tận, không gián đoạn. Vậy nếu phạm tội ngũ vô gián thì phải đọa vào các địa ngục lớn như 8 địa ngục lạnh, 8 địa ngục nóng, và trải qua thời gian dài có đến hàng ngàn hàng vạn kiếp vẫn phải ở mãi trong địa ngục mà thọ lãnh những sự đau khổ. Kinh văn: lại nữa, này ông trưởng giả, sau khi những chúng sanh gây nghiệp tội như thế mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc vì họ mà làm chay cúng dường để trợ giúp nghiệp đạo, thì khi thức ăn chưa làm xong, cùng trong lúc đang làm, chớ có đem nước gạo lá rau đổ vung vãi nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư tăng thì chẳng được ăn trước. Nếu ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng thì người chết đó chọn không được trợ lực nào cả.
Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho Phật cùng tăng thì trong 7 phần công đức người chết hưởng được một phần. Này ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phù sau khi cha mẹ hay người quyến thuộc chết, nếu có thể thiết trai cúng dường, trí tâm cầu khẩn thì những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích cả. Nói lời này xong, tại cung trời Đau Lợi có ngàn muôn ức Na Do Tha quỷ thần của cõi Diêm Phù Đề đều phát tâm Bồ Đề vô lượng. Ông trưởng giả đại biện làm lễ mà lui ra, lược giảng. Địa Tạng Vương Bồ Tát lại bảo trưởng giả đại biện rằng: Lại nữa, này ông trưởng giả, này ta sẽ vì ông mà nói cặn kẽ hơn. Sau khi những chúng sanh gây nghiệp tội như thế, mạng chung, hàng côn nhục quyến thuộc vì họ mà làm trách cúng dường để trợ giúp nghiệp đạo. Sau khi những chúng sanh đã từng gây tạo nghiệp tội nói trên qua đời, thân nhân bạn bè của họ có thể đứng ra thay họ mà làm một bữa ăn chay tươm tất thành kính cúng dường Tam Bảo để giúp cho nghiệp đạo của họ. Nghiệp đạo này tất nhiên là ám chỉ ác nghiệp, do đó trợ giúp nghiệp đạo, tức là giúp cho người chết được nhẹ bớt ác nghiệp. Thì khi thức ăn chưa làm xong, cùng trong lúc đang làm, chớ có đem nước gạo lá rau đổ vung vãi nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư Tăng thì chẳng được ăn trước. Trước lúc thọ trai hoặc sau khi làm xong các thức ăn, quý vị không nên tùy tiện đổ bỏ nước gạo và vứt bỏ rau cải một cách bừa bãi. Lại nữa, khi các thức ăn chay đã nấu nướng xong, nếu chưa đem cúng Phật và chư Tăng, chưa dùng tới, thì quý vị không được tự mình ăn trước. Do đó, tại chùa chiền hoặc Phật đường, bất luận quý vị làm món ăn gì để cúng dường thì đều phải dâng lên cúng Phật trước. Thông thường vào ngày đản sanh của Đức Phật thì mọi người nấu vài món ăn chay tinh khiết thanh đạm để cúng dường Phật. Sau khi cúng Phật xong thì mọi người mới cùng nhau ăn. Ở Trung Hoa cúng Phật thì thường là sắp ba chén cơm đầy và thức ăn trước tượng Phật, và cần phải sắp đặt cho đàng hoàng ngay ngắn, chứ không được tùy tiện để sang một bên hoặc muốn đặt đâu thì đặt. Ví dụ cúng ba chén cơm thì phải trang trọng đặt ngay ngắn ở chính giữa bàn thờ và ngay trước tượng Phật, ba chén nằm thẳng hàng khoảng cách đều nhau, tươm tất trịnh trọng. Cúng trái cây cũng phải trịnh trọng như vậy. Phía trước tượng Phật nơi để sắp đồ cúng thì không được để đồ bừa bãi, đó là biểu thị lòng cung kính. Nếu quý vị tùy tiện để đồ vật trên bàn thờ Phật, tức là không cung kính Phật. Vì sao? Lấy thí dụ, nếu quý vị để một đống đồ ngổn ngang bừa bãi ngay trước mặt một người nào đó thì hẳn nhiên là người ấy sẽ cảm thấy bực bội không vui rồi. Nếu gặp những kẻ quen thói bê bối cẩu thả như heo như chó thì không nói làm gì. Song nếu nhằm người thích ngăn nắp sạch sẽ mà quý vị để đồ đạc lung tung trước mặt họ thì họ sẽ bực bội ngay. Hơn nữa, Phật là một người thanh tịnh nhất, do đó việc quý vị đặt để các phẩm vật bừa bãi thiếu tôn kính trước mặt Phật là điều không nên. Trước mặt Phật chỉ nên thiết đặt các cúng phẩm như hoa quả, thức ăn mà thôi, ngoài ra không nên có đồ gì khác. Ngoài thông lệ dâng ba chén cơm và thức ăn cúng Phật, có khi người ta dâng cúng 5 chén, 7 chén, 9 chén hoặc nhiều hơn nữa tùy theo tính cách của dịp lễ. Như vào dịp lễ cúng thiên chẳng hạn, mấy cái bàn đặt trước mặt tượng Phật đều toàn là thức ăn chay, đều sắp đặt từng chén một, rất đàng hoàng tươm tất, đâu ra đó cả. Chứ không phải là dùng một cái bát thật lớn rồi bỏ chung mọi thứ vào đó để cúng, hoặc mua một hộp bánh rồi thờ ơ để lên bàn thờ cho xong chuyện, chẳng buồn mở ra. Bởi như thế không phải là cúng Phật mà là ô nhục Phật. Các phẩm vật dâng cúng cho Phật thì phải được mở ra cho đàng hoàng, không nên để nguyên cả bao bì giấy gói như thế mà đặt trên bàn thờ. Bằng không, đó không phải là cúng Phật. Đây là những vấn đề mà tất cả mọi người đều nên biết. Nếu quý vị dâng đồ cúng trước tượng Phật mà không mở ra, chỉ thuận tay đặt bừa một gói trên bàn thờ rồi quay lưng bỏ đi thì đó là một hành vi bất kính vô lễ. Bởi cho dù đem thức ăn cho bất cứ một người nào, quý vị cũng không đến nỗi dằn mạnh cái chén trước mặt người đó rồi nói cộc lốc, nè ăn đi, vì làm như thế người ta sẽ không ăn nổi. Ở Trung Hoa có câu, người quân tử không ăn cơm thí, quân tử bất thực, ta lai thực. Ngay cả đối với người ăn xin, khi quý vị cho họ chén cơm mà không nói được một câu tử tế, mời ông dùng tạm bát cơm này thì họ cũng chẳng ăn đâu, đó gọi là không ăn cơm thí. Thế thì huống gì là việc cúng Phật? Có nhiều người để nguyên cả gói quà lên bàn thờ không mở ra. Tôi bắt gặp rất nhiều lần như thế rồi, có điều tôi không có nhiều thì giờ để giảng về vấn đề này. Bây giờ Phật giáo truyền bá đến phương Tây, quý vị cần phải biết về các nghi thức hành lễ, các chén cơm thượng cúng, cúng ngọ,
nhất định phải sắp cho ngay ngắn, tươm tất đúng nơi đúng chỗ, không được bạ đâu để đó, muốn đặt đâu thì đặt. Cúng hoa quả trái cây cũng vậy, bình hoa trưng trên bàn thờ cũng phải cân xứng trang trọng. Nếu đặt để không đúng vị trí, đáng lẽ ở góc này thì quý vị lại dời nó sang góc kia, thì sẽ không đẹp, thiếu cân đối. Mọi việc đều cần phải có quy củ phép tắc. Nếu nói rằng có quá nhiều quy củ như thế làm sao mà nhớ cho hết được ư? Không nhớ được thì quý vị khỏi phải tu hành. Bởi tu hành tức là ở mọi nơi mọi lúc đều phải đúng với giáo pháp, luôn luôn tuân theo khuôn phép, nề nếp. Lại nữa, xuất gia thì có quy củ của xuất gia, tại gia thì có quy củ của tại gia. Vị đại đệ tử xuất gia trước nhất thì phải vâng lời sư phụ, kỳ dư. Vị đệ tử thứ nhì phải nghe lời của đại đệ tử. Vị đệ tử thứ ba thì phải nghe lời của đại đệ tử và nhị đệ tử, không được mục vô sư trưởng. Xem thường sư phụ và các sư huynh, làm đại đệ tử mà không nghe theo sự giáo hóa của sư phụ thì gọi là mục vô sư trưởng, không xem ai ra gì cả. Còn vị nhị đệ tử thì nhất định phải nghe theo sự giáo hóa của sư huynh, không được khinh mạn sư huynh. Nếu quý vị ở vào cương vị của vị tam đệ tử thì nhất định phải nghe lời của vị đệ tử thứ nhất và thứ nhì. Vị thứ nhất và vị thứ nhì sai bảo việc gì thì quý vị nhất định phải vâng lời. Không vâng lời tức là không tuân quy củ. Không bảo quý vị làm gì cả thì quý vị phải nhất định đừng làm. Bằng không đó cũng là bất tuân quy củ vậy. Trong đoàn thể Phật giáo nhất định là có nhiều bậc sư trưởng, trưởng bối. Quý vị không được mục vô sư trưởng. Hễ quý vị xuất gia sau người ta dù chỉ một ngày, quý vị cũng phải làm sư đệ. Còn nếu quý vị xuất gia trước người ta một ngày thì quý vị sẽ thành sư huynh. Người nào xuất gia trước thì người đó là lớn hơn, người nào xuất gia sau thì người đó vai vế nhỏ hơn. Bất luận là tuổi tác chênh lệch bao nhiêu, cho dù quý vị có 100 tuổi đi chăng nữa mà xuất gia sau thì cũng phải là sư đệ như thường. Lại nữa, mặc dù quý vị mới 1 tuổi, song nếu xuất gia trước thì quý vị sẽ thành sư huynh. Người xuất gia lấy ngày mình xuất gia làm ngày sinh nhật cho cuộc đời xuất gia của mình, rồi đến lúc lâm chung thì tính lại xem tăng lạp tuổi xuất gia của mình được bao nhiêu năm. Thí dụ, có người thế thọ là 60 và tăng thọ là 40, có nghĩa là người ấy tuổi đời sống được đến 60 tuổi và xuất gia được 40 năm. Đặc biệt là lúc thọ giới của người xuất gia, hễ ai thọ giới trước thì người đó làm sư huynh. Mặc dù là cùng đi thọ giới với nhau, quý vị vẫn phải gọi người vừa bước lên đàn thọ giới trước quý vị là giới huynh, và người thọ giới trễ hơn quý vị là giới đệ. Tuy nhiên trong giới đàn thì mọi người đều xưng hô với nhau là giới huynh cả. Quý vị gọi tôi là giới huynh, tôi cũng kêu quý vị là giới huynh, không dùng danh xưng giới đệ nữa. Đó là vì mọi người đều lễ phép lịch sự, cho dù giới đệ cũng được gọi là giới huynh. Ngoài ra, những vị xuất gia làm tiểu sa di trong chùa thì nhất định là phải nghe lời chỉ huy của các đại sa di. Nếu không nghe theo tức là phạm thượng ngỗ nghịch bất hiếu, là phạm thượng tác loạn vậy. Quy củ của người xuất gia trong Phật giáo thì rất chú trọng đến trật tự trên dưới, chứ không tùy tiện xuồng xã như người tại gia được. Tôi bình thường cũng không có thì giờ để giảng về các quy củ cúng Phật, cho nên cũng xuề xòa, thấy tạm được thì cũng thông qua, để xem coi quý vị xuất giáo là ngu si hay có trí huệ. Nếu quý vị là người có trí huệ thì không cần phải đợi có người dạy bảo mới biết được. Từ trước tới nay không có ai dạy cho tôi cả, xong tôi chỉ cần nhìn qua một thoáng là hiểu được ngay. Đối với những kẻ ngu si, cho dù quý vị tận tâm dạy dỗ thì họ cũng không thể nào nhớ được. Vì thế qua cách xử sự mọi việc trong mọi lúc ở mọi nơi của một người đều thể hiện được là người đó có trí huệ hay không. Như vậy thức ăn chưa được dâng cúng cho Đức Phật cùng chư Tăng thì mọi người không được ăn trước. Do đó khi ăn uống ở chùa cần phải đợi cúng Phật xong và người xuất gia cũng đã thọ dụng rồi thì người tại gia mới nên cùng nhau ngồi ăn. Người tại gia tuyệt đối không được ăn trước người xuất gia, không riêng gì việc cúng Phật mà luôn cả việc cúng dường tam bảo, mọi người đều phải theo đúng phép tắc như thế. Nếu ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng thì người chết đó chọn không được trợ lực nào cả. Giả sử quý vị không tuân giữ quy củ này mà ăn trước, hoặc là lúc nấu nướng lại cẩu thả lơ đễnh không chú ý, không làm đàng hoàng, đó gọi là bất tinh cần, không được tinh sạch kỹ lưỡng. Cúng dường tam bảo thì không được lơ đễnh, bởi quý vị cúng dường tam bảo một cách qua la cẩu thả thì người chết sẽ chẳng được hưởng một mảy phước nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch
đem dâng cúng cho Phật cùng tăng. Nếu quý vị có thể đặc biệt chú ý hết sức cẩn thận giữ gìn những thức ăn này được tinh sạch, rồi cung cung kính kính đem dâng cúng cho Đức Phật và chư tăng, thì trong 7 phần công đức người chết hưởng được một phần. Năm ngoái chúng ta có tổ chức lễ chuyển cúng, hôm đó tất cả đại chúng đều quỳ xuống và cùng nhau dâng thức ăn cúng Phật. Những món ăn chay được múc ra từng dĩa hoặc chén, rồi mọi người tuần tự truyền tay nhau dâng cúng và đặt lên bàn thờ Phật. Chùa đã thận trọng nấu nướng nhiều món chay để cúng Phật, có tới cả 100 món khác nhau được đặt trong các khay vuông để mọi người truyền tay nhau dâng cúng. Cũng có khi người ta dâng cúng Phật các sấu chuỗi chẳng hạn hoặc y phục, bất cứ thứ gì cũng có thể cúng dường cho Phật được cả. Có điều đó phải là đồ mới tốt đẹp, chứ không được đem những thứ mà mình không thích hoặc cũ kỹ hư hoại dâng cúng cho Phật. Như có một người nọ, ông ta mua bó rau mùi đến cúng dường Tam Bảo, thế mà ông ta lặt lấy phần tươi tốt để ở nhà dùng, rồi đem phần già và dai đến cúng dường tôi để tỏ ra rằng ông ta cũng biết cúng dường. Như thế thì hoàn toàn chẳng được chút công đức nào cả. Vậy nếu quý vị có thể vì người chết mà chuẩn bị các món ăn chay một cách thận trọng, tinh khiết để cúng dường cho Phật cùng chư tăng, thì trong 7 phần công đức người chết sẽ hưởng được một phần kỳ dư, 6 phần còn lại thì thuộc về người sống. Này ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sanh trong cõi diêm phủ, sau khi cha mẹ hay người quyến thuộc chết, nếu có thể thiết trai cúng dường trí tâm cầu khẩn, thì những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích cả. Thiết trai tức là thiết lập bày biện các thức ăn chay để cúng dường Tam Bảo, trí tâm tức là thành khẩn thiết tha đến cực điểm, không có gì hơn được nữa. Chính vì những lý do nói trên, cho nên tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phủ đề, nếu có thể vì cha mẹ hoặc bà con thân thích của mình đã qua đời mà làm chay để cúng dường Tam Bảo và thiết tha dốc lòng cầu khẩn, thì chẳng những người còn sống được sự lợi ích mà luôn cả người đã chết cũng được lợi lạc. Nói lời này xong, tại cung trời Đao Lợi có ngàn muôn ức Na Do Tha quỷ thần của cõi Diêm Phủ đề đều phát tâm Bồ Đề Vô Lượng. Lúc Địa Tạng Vương Bồ Tát dứt lời, đông đảo quỷ thần của thế giới Diêm Phủ hiện diện tại Đao Lợi Thiên cùng đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ông trưởng giả đại biện làm lễ mà lui ra. Ông trưởng giả đại biện hướng về Bồ Tát Địa Tạng mà cúi lạy, hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng cúi đầu đảnh lễ rồi lui vào, đứng sang một bên. Người xuất gia không chỉ có đệ tử lạy sư phụ mà ngay cả sư đệ cũng nên lạy sư huynh. Đừng như người Mỹ, cha mẹ anh em đều không tương can, chẳng ai để ý tới ai cả. Chúng ta không nên như thế. Làm thân sư đệ thì phải như vậy. Ai biểu quý vị chịu làm sư đệ làm chi? Ai biểu quý vị xuất gia trễ sau người khác làm chi? Quý vị xuất gia sau thì phải làm sư đệ, mà sư đệ thì phải kính trọng sư huynh. Không kính trọng sư huynh tức là phạm sai lầm, phạm quy củ của Phật đã dạy, về sau sẽ bị lửa thiêu chết. Hết phẩm thứ 7.